tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới biến thành màu sắc tàn phá phòng trọ cùng thế giới sơn hải kinh đủ loại yêu ma nhất nhất hiện thân phố buôn bán hiện thực thực thể là sào huyệt của tất phương đảo nổi trường giang thực thể là đại giang giao long sân thể dục của trường học thực thể là thi thể của thần sơn hải kinh xuất thế thì thiên hạ đại loạn khóc nỉ non như sóng âm lớn như cú ném bom cao vào đám mây một cước đá văng long bá cự nhân vạn dặm trên đỉnh núi. Ngoài quái vật Yamanashi, còn có một số Kuru có liên quan đến nó. Nơi này có khắc tô lỗ đối chiến trường gian giao long, có thể giới thụ cùng kiến mộc giao hòa, khi va chạm đến cực hạn, hiện thực bị gấp lại chỉ có thể lộ ra toàn cảnh. Đủ loại đại khủng bố nổi lên mặt nước, cũng may mình có thể vì kỹ năng, thần thông thêm điểm, bắt đầu dẫn trước mọi người một bước. Cái này, là làm siêu nhân hay là người tổ quốc? tự mình chọn. Hàng cảnh lược Một cây xích bích thương, thắt lưng dẫn trường cung, hai đao bên người, thả theo ta, dết xuyên sơn hải. Từ then chốt của tiểu thuyết Thần thoại phục hồi Ta ở sơn hải kinh trảm thần Không đạn cửa sổ, thần thoại khôi phục Ta tại sơn hải kinh trảm thần Toàn tập đao loa, thần thoại phục hồi Ta tại sơn hải kinh trảm thần Chương mới nhất đọc Chương một. Rách nát về với bụi đất thế giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Nam Hoang Nam Sơn Chi Chuột Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Chém giết sinh vật thần thoại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 4 trở lại hiện thực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Lửa hoáng cùng thần thông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Về với bụi đất, thiếu hạo chi quốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Bình thản hiện thực bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Trong phòng thể hình huấn luyện, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Thăng cấp thần thông, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Nhiêu quan chi núi trượt hoài, bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc